Chuyện chưa kể về Cú Nền, người duy nhất ra luật giới nghiêm trong giới giang hồ. Gần 30 năm, quãng thời gian chưa đủ dài để dân thành phố Cảng có thể quên đi những tội ác Tây Đình mà Cú Nền cùng đồng bọn đã gây ra. Chính vì vậy mà ngôi nhà 3 tầng đổ sộ ở phố Rạch Chay giờ tuy đã trở thành một cửa hàng bán điện thoại di động khang trang nhưng luôn vắng khách. Có lẽ chẳng ai muốn nhớ lại một thời buồn đau của thành phố mình nên cửa hàng cũng bị vạ lây mà ít khách ra vào. Ngôi nhà ấy chính là sao huyệt của băng nhóm tội phạm khét tiếng nhất Hải Phòng do tên Phạm Đình Nền cầm đầu ngày nào. Sống cùng thời với các hảo hán tiếng tăm như Lâm Già, Dung Hà, nhưng với bản tính chó điên, biệt hiệu của Cú Nền, coi mạng người như cỏ rác, động việc gì cũng điên cuồng giải quyết bằng súng ống, kiếm lê, nên Cú Nền là nỗi kinh hoàng không chỉ với người lương thiện, mà còn là nỗi hái hùng với ngay cả đám anh chị giang hồ. Chào mừng các bạn trở lại với Trùng Cuối TV. Các bạn xem kênh bớt chút thời gian đăng ký, like và chia sẻ video giúp kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Kỳ 1. Chuyện chưa kể về Cú Nền, máu giang hồ chảy trong huyết quản từ bé. Cú Nền xuất thân từ nghề hai ngón, tức trộm cắp vặt. Với dã tâm và bản tính hung hãn, Cú Nền trở thành hung thần ngay trong lòng thành phố đông dân. Chỉ trong vòng vài năm, từ những đồng tiền bẩn thỉu kiếm được do hoạt động tội phạm, Cú Nền trở thành kẻ giàu có. Khi đó, xe máy là tài sản lớn của nhiều gia đình, thì Cú Nền đã sử dụng xe hơi để cướp sòng bạc. Ngoài nhà ở số 112 đường Lạch Chay, Cú Nền còn có tiền mua 5 căn hộ ở mặt đường ngay sát cạnh nhà. Y phá những ngôi nhà mới mua làm xưởng sửa chữa ô tô. Không có bút mực nào có thể tô vẽ được đầy đủ bức chân dung tội ác của Phạm Đình Nền, bởi cho đến giờ phút này, chưa có một tên tội phạm nào ở Hải Phòng có thể phá nổi kỷ lục về số tội danh bị truy tố trong một phiên tòa mà y đã đóng đinh để lại. Bước chân vào giang hồ ở tuổi 13. Tại Hải Phòng, khi nói đến Cú Nền, người biết chuyện thường gắn với Cú Lý. Cú Lý cũng là giang hồ nhưng khác hoàn toàn so với Cú Nền. Giang hồ biết đến Cú Lý bởi tài đánh bạc dọc ngang tung hoành. Dù là em, nhưng giới giang hồ vẫn khẳng định rằng không có thằng em Cú Lý thì không có tên tuổi Cú Nền trong lịch sử tội phạm Việt Nam. Giang hồ truyền nhau giai thoại, thời Cú Nền đang là một tên cướp vặt, chưa có số má trong giới giang hồ, bị một đám thanh niên du đãng ở vỉa hè xông vào đánh. Cao to là thế mà Cú Nền không chống nổi mấy thằng du đãng quèn. Thấy bất bình, một mình một dao, Cú Lý xông vào đám du đãng đánh chém, lôi được Cú Nền ra khỏi trận đòn hội đồng ấy. Họ kết nghĩa anh em từ đó. Thế nhưng, chuyện nực cười sau khi kết nghĩa anh em là có thông tin rằng Cú Lý chứng kiến một trận đánh nhau giữa đám trẻ con, hai bên hùng hổ lao vào nhau, túm tóc chơi đủ đòn xấu như cắn và cấu. Sau chừng 5 phút mệt quá buông nhau ra, kẻ bị ăn đòn nhiều hơn nức nở hét lên: "Mai tao gọi Cú Nền đến giết cả nhà mày." Kẻ yếu thắt lại khăn quàng đỏ, cắp cặp sách đi mất. Cú Lý phát hiện ra, thời ấy, đối với khá nhiều người lớn và cả trẻ em ở Hải Phòng, Cú Nền là một cái tên cực kỳ đáng sợ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn phải chịu cảnh bị đòn hội đồng. Có nhiều giai thoại về Cú Lý, nhưng mang tính đồn thổi nhiều hơn, vì thực tế, Cú Lý ngại va chạm với pháp luật, chỉ động thủ khi thật cần thiết. Cú Lý cũng là dân giang hồ, nhưng khác hoàn toàn so với Cú Nền, người anh kết nghĩa của mình vì hắn có đầu óc. Giới giang hồ biết đến Cú Lý bởi cái tài đánh bạc không thua các thần bài ở Hồng Kông hay Macau. Giới giang hồ Hải Phòng kể lại, Cú Lý nhìn khá thư sinh, đẹp trai và lãng tử. Cú Lý là một trong những tên giang hồ sát gái ở Hải Phòng ngày ấy. Cú Lý thì cực kỳ lì lợm. Vì thế, người duy nhất mà Cú Nền nể trọng trong giới giang hồ là Cú Lý. Lúc còn sống, Lý là một trong những con bạc khét tiếng, cả về độ máu me và cách chơi. Một điều đặc biệt khác là dân chơi cờ bạc luôn thích được Cú Lý ghé sòng, bởi không có kẻ nào gan to tới mức dám cướp sòng Lý đang chơi. Nhưng đã xảy ra ngoại lệ. Hôm đó, Lý đang say sưa sát phạt ở một sòng nhỏ. 3-4 tên bịt mặt, tay dao tay kiếm đạp cửa xông vào. Chưa kịp hành động, nhìn thấy Lý, các con rời đứng hình. Tay vẫn cầm bát, lắc và ngước lên, Lý buông câu: "Đi đi anh tha." Một lần, Lý đánh bạc ở một sòng khá lớn. Đang dây đỏ, Lý đánh sập sòng. Nhà cái xòe tay xin thua. Đánh chưa đã, Lý quẳng tiền cho nhà cái mượn: "Cho mày gỡ với anh." Con bạc cho nhà cái mượn tiền đánh với mình, xưa này chỉ có mỗi Cú Lý làm được việc đó. Nên được ăn sái cờ bạc của Lý rất nhiều. Nhiều giang hồ nói rằng chính Lý dạy cho Nền cách đánh bạc, quản lý sòng bạc, thu tẩy, thu sâu. Lý hết mực khuyên can Nền dừng những hành động ngông cuồng, đừng giao kiếm, hang nóng, đừng đánh, chém, giết để khỏi phải trả giá. Cú Nền không nghe, bởi theo Cú Nền chỉ có huyết chiến mới độc tôn địa vị trong giang hồ và ngồi đó thu tô được. Chán, Lý bỏ đi,
chơi món cờ bạc yêu thích, sa đà thuộc viện. Trong lúc cu nên bị bắt thì Lý đi cai nghiện nhưng bất thành. Sau đó giang hồ đồn rằng Lý chơi lại ma túy và sốc thuốc rồi chết. Thế nhưng nhiều nguồn tin giang hồ lại cho hay cu Lý chưa chết, hiện đang định cư ở nước ngoài, thực hư cũng chẳng ai rõ. Lại nói về cu nên, cu nên có tên đầy đủ là Phạm Đình Nên, sinh năm 1957, người gốc Hải Phòng, là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em. Tuy nhiên, người anh trai của Nên đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ nên gia đình chỉ còn lại mỗi gã là con trai. Vì vậy, mọi sự yêu thương, chiều chuộng gia đình dồn hết cho cậu út. Chính sự chiều chuộng thái quá này mà Nên hư hỏng từ rất sớm. 13 tuổi năm 1970, Nên đã bị công an quận Lê Chân bắt vì tội trộm cắp. Được gia đình bảo lãnh, Nên được tha, nhưng chứng nào tật ấy, nên đến cuối năm đó, cu Nên bị cưỡng chế đi trường phổ thông công nông nghiệp Xuân Nghiên để tập trung cải tạo. Sót con, cải tạo được 2 tháng, mẹ cu Nên làm đơn rồi khóc lóc bảo lãnh y về. Lại tiếp tục là một đứa con bất trị với hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật. Trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng tổ chức đánh bạc, trộm cắp tài sản công dân, gây gổ đánh nhau. Nên tháng 9 năm 1980, cu Nên bị bắt. Tháng 4 năm 1981, y lại được tha. Có lẽ trong lịch sử tội phạm Hải Phòng chưa từng có tên tội phạm nào lại có máu lưu manh ngấm sâu như Phạm Đình Nên. Như hổ dữ về rừng, ra trại ngay lập tức, cu Nên điên cuồng cuốn mình vào vòng xoáy tội lỗi. Cướp giật trên tàu hỏa năm 1982, giả danh công an vào một cửa hàng bán đồ điện tử, tịch thu 12 chiếc TV vào năm 1984, tổ chức buôn hàng cấm và chống người thi hành công vụ vào năm 1985. Với những tội lỗi trên, năm 1986, Phạm Đình Nên lần thứ hai khăn gói vào tù. Ra trại vào cuối năm 1987, thấy khó sống ở Hải Phòng, cu Nên tìm đường vượt biên sang Hồng Kông để giành chân buôn tẩu giang hồ. Y đã một mực xin ly hôn với vợ dù hai đứa con vẫn còn thơ dại. Năm 1988, chuyến vượt biên sang mảnh đất găng tơ đã không hoàn hảo như Nên nghĩ. Y bị đưa vào trại tị nạn dành cho người vượt biên trái phép. Tại đây, tình yêu nảy nở với Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1960. Tuy vậy, chưa đầy 2 năm ở trại tị nạn này, cu Nên đã kịp để lại dấu ấn của mình. Hắn tổ chức đàn em thanh trừng đẫm máu những băng nhóm chống đối, và chính từ những cuộc đâm chém đó, Phạm Đình Nên đã thu nạp được một số đầu gấu là tội phạm hình sự từ Việt Nam dạt sang như Đinh Đình Tuyển, Vũ Quang Dũng. Tháng 12 năm 1989, thấy đã đủ lông cánh, cu Nên đã đưa vợ mới cưới cùng đám đầu trâu mặt ngựa về lại Hải Phòng. Giang hồ đất cảng đồn rằng chuyến hồi hương này, trong chiếc vali của cu Nên có đến gần 300 cây vàng, kết quả của những ngày gom góp bên trại tị nạn. Chính nhờ số vàng này mà cu Nên mới đủ sức nuôi ong để xưng hùng xưng bá. Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Lâm Già, Dung Hà đã định danh trong giới giang hồ, còn cu Nên mới vào nghề nhưng lại thích đụng độ bề trên, thích nổi loạn để xoán ngôi. Vì thế, cờ bạc, đâm chém, sử dụng hàng nóng là vũ khí mà cu Nên tích cực thể hiện để khẳng định đẳng cấp và nhen nhóm cho sự lật đổ. Ngôi nhà trước đây cu Nên ở là một cái ngõ lớn và sâu. Cu Nên ra quy định với mọi công dân trong ngõ, 19 giờ là giờ giới nghiêm, tức mọi người trong các nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nên tuyên bố nếu ai không thực hiện, xảy ra sự cố gì thì tự chịu trách nhiệm. Giải thích cho sự nông cuồng này, người ta nói cu Nên có quá nhiều thù oán nên ra luật giới nghiêm để bảo vệ chính mình và gia đình. Sau này, gia đình Nên chuyển về số 112 Lạch Chay. Căn nhà này được cu Nên xây dựng đẹp như một khách sạn mini. Chính từ ngôi nhà này, kế hoạch thống lĩnh, tái thiết giang hồ đất cảng của Nên bắt đầu được thực hiện. Với những hạt giống là những tên tội phạm nguy hiểm gom từ trại tị nạn Hồng Kông bằng nhiều thủ đoạn, cu Nên đã chiêu nạp được thêm rất nhiều người, những tay anh chị cộng cán ở Hải Phòng lúc bấy giờ đều quy tụ dưới trướng của cu Nên. Quỷ quyệt và thâm độc, trong kế hoạch thâu nạp đệ tử, cu Nên đã rất chú ý và trọng dụng những tên côn đồ không đợi tuổi, sớm hư hỏng, nghiện ngập để dễ bề sai bảo như Đinh Văn Lĩnh tức Linh Cu, Nguyễn Văn Tiến tức Tiến Lác. Với lý do đưa đến nhà để cai nghiện, hai tên này gia nhập băng nhóm của cu Nên khi mới 14-15 tuổi đầu. Độc ác hơn, người nhà y cũng chẳng thà, sẵn sàng cầm súng theo lệnh của cu Nên. Còn có hai tên cháu gọi y bằng cậu, đó là Phạm Văn Tùng tức Tùng Ngân và Nguyễn Văn Thắng tức Thắng Cư. Nổi bật trong nhóm này có hai nhân vật được xem là đại đệ tử của cu Nên là Linh Cu và Đinh Đình Tuyển. Tại sao huyệt của cu Nên, Linh Cu và Đinh Đình Tuyển trở thành đôi bạn thân cùng tiến, thân nhau như hình với bóng? Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án còn lưu trữ tại Công an thành phố Hải Phòng thì trong tất cả 8 vụ cướp, giết, cố ý gây thương tích do Phạm Đình Nên chỉ huy, Tuyển và Linh Cu là hai đối tượng thực hiện phạm tội tích cực nhất. Linh Cu tên thật là Đinh Văn Lĩnh, sinh năm 1978, trú tại đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Bố của Linh Cu là Đinh Văn Lương, tức Lương Cái Ghẻ,
một tội phạm hình sự thuộc hàng có số có má nhưng lại không dạy được thằng con bất trị. Mới ở tuổi vắt mũi chưa sạch nhưng Linh Cu đã nghiện ma túy nặng và hắn ngày càng thể hiện được bản chất ngang tàng, lạnh lùng của một sát thủ. Không bảo được con, Lương cái ghẻ nhờ Cu Nên chỉ bảo dùng với hy vọng Linh Cu sẽ sợ oai của chú Nên mà nghe lời ông trùm này rời xa ma túy. Nhưng Linh Cu không những không cai được nghiện mà còn đích thực trở thành một con quỷ dữ, một kẻ chỉ thích làm bạn với súng và dao. Từ những năm 1992-1993, Linh Cu với bản chất cực kỳ côn đồ, hung hãn đã nhanh chóng trở thành đệ tử ruột của Phạm Đình Nên. Mới 14 tuổi, Linh Cu đã gây ra hàng loạt vụ gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản. Không giống như Linh Cu, Đinh Đình Tuyển lại trở thành tay chân đắc lực của Phạm Đình Nên bởi sự lóa mắt vì tiền bạc. Tuyển sinh năm 1968, kém Cu Nên 11 tuổi. Tuyển ở với mẹ và 6 người anh chị em tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Học hết lớp 5, Tuyển nghỉ học vì nhìn thấy người ta đi thuyền thúng, vượt biển quá nhiều nên cũng mơ ước chinh phục biển cả. Lớn thêm chút nữa, Tuyển đi đánh cá với các anh chị trong gia đình. Cuộc sống gắn với biển, tình yêu với biển không giữ được Tuyển ở nơi chôn rau cắt rốn này. Lý lịch như thế được giới tội phạm coi là chưa tì vết, khó đào tạo. Thế nhưng, Cu Nên lại có tài đào tạo đàn em từ không hư thành hư và từ hư trở thành hư hơn. Sau khi từ Hồng Kông trở về Việt Nam, lang thang ở nội thành một thời gian, Tuyển cũng gặp lại Cu Nên trong một lần tình cờ trong quán cà phê. Thế là Tuyển đi theo Cu Nên về đại bản doanh và nhà của Nên, trở thành đệ tử ruột của Cu Nên từ đó. Tuyển bảo, cả tôi và anh Nên chẳng nói gì nhiều mà nhìn nhau hiểu ý, thế là thành thân, vậy thôi. Sự lộng hành của một ông trùm nuôi bọn đàn em hung hãn giống mình, lúc nào cũng ngương ngáy chân tay, muốn gây gổ đánh lộn. Do vậy, với bà con lối phố, Cu Nên là một hung thần. Cu Nên cùng đàn em mua thứ gì ở đâu thì trả tiền hay không là tùy hứng. Trả bao nhiêu thì người bán nhận bấy nhiều chứ chẳng dám ho he gì. Khu xưởng ngay cạnh nhà, có người gạ mua đến vài chục cây vàng nhưng chủ nhân không chịu bán. Ấy vậy mà, Cu Nên mua được một cách dễ dàng với giá chỉ vẻn vẹn 10 cây vàng. Tổ chức mừng thọ cho mẹ, Cu Nên phát giấy mời khắp khu phố Rạch Chay. Trong số những khách mời đó, nhiều người còn chẳng quen biết gì. Nhưng nhận giấy mời của Cu Nên thì không thể không đến và càng không thể lăn tăn khi bỏ tiền mừng. Cu Nên đã thu được cả 100 triệu trong buổi mừng thọ ầm ĩ đó. Đòi mua cả khu xóm phía sau nhà nhưng mọi người không chịu bán. Bực mình, Cu Nên xây luôn cái cổng bịt kín lối đi. Mỗi ngày, Cu Nên chỉ mở cửa một lần vào giờ quy định. Còn lại thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chính cái sở thích đánh đấm mà Cu Nên được gian hồ gắn cho biệt danh chó điên, đụng đầu cắn đấy. Một tối, bị mất một cây cảnh trên sân thượng, nên cùng đồng bọn đã ùa ra đường đuổi trộm nhưng không bắt được. Quay lại, tới đầu ngõ nhà thờ Lạch Chày, gặp anh Vũ Văn Ninh đang đi xe đạp. Với lý do hô hoán mà anh Ninh không chịu cùng y đuổi trộm, Cu Nên đã túm lấy anh và đánh đập hết sức dã man. Chưa hả dạ, về đến quán ăn của chị Trần Thị Ngoan ở ngay gần nhà. Như thú hoàng, chúng lao vào đập phá hết bát đĩa và đánh túi bụi hai anh Vũ Kỳ Sơn và Đinh Ngọc Khoa là khách đang ăn uống tại đây. Vẫn chưa nguôi cơn giận, anh Khoa đã bị Nên bắt về nhà với mục đích là đánh tiếp. Trên đường dẫn giải, một tên đàn em thiếu kiên nhẫn đã rút lê đâm luôn làm anh Khoa bị thương nặng. Chị gái của Cu Nên có mâu thuẫn với nhà ông Hoàng Văn Thi ở cùng phố Đinh Tiên Hoàng. Nên biết chuyện, ngay lập tức kéo đàn em sang. Quán giải khát nhà ông bị chúng phá tan tành. Con trai ông Thi thấy vậy, vào can thiệp, liền bị chúng thẳng tay chém liền hai nhát. Nhà chị Ngọc ở Cát Dài có mâu thuẫn với bố vợ Nên và chị đã phải trả giá cho sự dại dột của mình bằng một trận đòn té tua ngay giữa chợ. Chồng chị cũng chịu chung số phận khi đàn em của Cu Nên chặn đường chém thẳng vào đầu. Đưa con đi hát karaoke, thấy thằng bé còn ít tuổi mà đã hát nhạc vàng, mấy người khách ở cạnh đã buột miệng. Tí tuổi đầu đã hát nhạc vàng. Nghe thấy câu nói đó, Cu Nên đứng phắt dậy dọa, tao sẽ cắt lưỡi tụi mày. Nói là làm, y với mấy thằng đệ tử sang và chẳng nói chẳng rằng chúng đâm luôn người đã phát ngôn bừa bãi đó. Trẻ không tha, già không thương, cứ động đến hắn là hắn đánh. Ông lão 70 tuổi hàng xóm nhà Nên một lần nghe điện của con gái từ nước ngoài gọi về, nhưng khó nghe bởi bên nhà Nên loa đài đập ầm ĩ. Dù rất ngại, nhưng ông cũng đành ra bảo Nên vặn nhỏ đài lại để ông có thể nghe điện. Thế nhưng, Cu Nên chẳng những không nghe mà còn gằn giọng, thằng già chán sống rồi, đánh bỏ mẹ nó đi. Vừa nói, Cu Nên cùng một tên đàn em lao ra đấm đá, đạp ông già ngã lăn xuống rãnh. Ông Đằng, 64 tuổi ở An Hải, có xin vợ Nên một xe gạch vụn. Đi nhậu về, thấy ông đang xếp gạch, tưởng trộm nên chẳng hỏi han gì, cho đàn em lao vào dần ông một trận thừa sống thiếu chết. Sẵn có trong tay tiền bạc, vũ khí và cả một đám tay chân sát thủ,
Phạm Đình Nên lộng hành như một ông trùm đao búa, gây nhiều tội lỗi dưới sự chỉ đạo của Cu Nên. Đinh Đình Tuyển cũng có không ít kẻ thù. Có lần, Tuyển bị bắt và phải cải tạo lao động ở trại giam. Trong buồng giam, Tuyển và nhiều người khác rất hay bị một phạm nhân tên là Nguyễn Văn Cường, tức Cường Thọ, bắt nạt. Cường Thọ lúc ấy được làm trật tự ở buồng nên rất thống hách. Cường Thọ rất thích một chiếc áo mà Tuyển có nên nhiều lần định trấn mà không thành. Biết được ý định của Cường, Tuyển bảo với hắn: "Mày muốn lấy áo thì phải bước qua xác của tao." Tuyển còn hăm dọa Cường Thọ: "Mai này ra ngoài xã hội, tao sẽ giết cả nhà mày." Và Tuyển đã thực hiện lời hứa của mình. Vừa mới chân ướt chân ráo ra khỏi trại giam, Tuyển đã tìm ngay đến nhà Cường Thọ với ý định chặt đứt tay chân các em của Cường Thọ để cảnh cáo. Nhưng vì có người can ngăn nên Tuyển đành bỏ qua. Một thời gian sau, Cường Thọ cũng được ra trại. Linh Cù là người đầu tiên báo tin này cho Tuyển biết. Tuyển đã nhiều lần tìm Cường, nhưng nhắc thấy bóng Tuyển, Cường Thọ đã biến mất. Sau nhiều ngày rình rập, một tối tháng 1 năm 1995, Linh Cù và Tùng Kính cũng tìm thấy Cường Thọ đang ngơ ngáo cùng bạn trên một con phố nhỏ ở phường Đằng Giang. Cầm dao thái phở, Linh Cù cùng Tùng Kính định phá ngay để lập công. Ai dè, Cường cùng gã bạn bật lại khiến cả hai phải lên xe máy chạy thoát thân. Điện về cho anh Nên và ngay lập tức, anh Nên cùng Tuyển, Tiến Lác xuất hiện ngay trên chiếc Jim Bell với khẩu súng trường. Gặp Tùng Kính, Nên hỏi ngay: "Chúng ở đâu? Lấy súng bắn bổ mẹ nó đi." Theo hướng chỉ của Tùng Kính, Tuyển lao đến và siết cò súng để rửa mối hận năm nào. Thế nhưng, hôm đó y đã uống quá nhiều nên 4 phát bắn ra chẳng về nào trúng đích. Truy kích trên đường Hào Khê mà không bắn được, hắn đành vác súng quay về. Báo cáo tình hình với bề trên, Tuyển đã bị Nên bạt tai và không ngớt xì vả là đồ ẩn hại. Trên đường về, đi ngang qua nhà Cường ở 344 Lạch Chay, thấy ông Thọ, bố của Cường ở nhà, Cu Nên đã xua đàn em vào, bắt bố nó đền tội thay cho nó. Nghe lệnh đại ca, Tuyển lao vào, dùng báng súng đập vào đầu ông Thọ, vừa đánh vừa hô: "Thằng Cường Thọ, mày không ra, tao đánh chết bố mày." Phang khoảng gần 50 nhát báng súng vào lưng của bố Cường, vẫn chưa thỏa, Tuyển thẳng tay đập luôn 3 nhát báng súng vào đầu của ông bố Cường, khiến ông này toác cả đầu, máu chảy lênh láng. Chưa hả máu điên, Tuyển lại tiếp tục nã đạn vào nhà Cường và còn định đốt luôn nhà gã này, nhưng Cu Nên đã kịp đến và kéo Tuyển về. Thấy ầm ĩ, dân ở khu đó ùa ra, lúc này Cu Nên mới chịu về và không quên lời dặn: "Tao sẽ hóa vàng cả nhà mày nếu mày bép xép." Từ sau trận truy kích ấy, Cường Thọ luôn tìm cách lẩn trốn và tinh thần lúc nào cũng cảm thấy bất an. Vạn bất đắc dĩ, gã này đành phải đi giật một chiếc dây chuyền của người đi đường để cho công an bắt được rồi đi tù. Đó là cách duy nhất để giúp Cường Thọ tránh được sự truy kích của Tuyển. Sau đó không lâu, Tuyển cùng một số chiến hữu của mình lại gây ra thêm một vụ đọ súng làm náo loạn đất cảng. Hôm đó, Tuyển đang ngồi tại nhà Cu Nên đánh bạc cùng Cu Linh, Tuấn Khịt thì bị đạn từ phía ngoài cửa bắn vào. Viên đạn đi qua cửa, xuyên thủng két sắt để tiền nhưng không trúng ai. Ngay lập tức, Tuyển vào trong nhà vác súng ra định quyết một trận súng mái với đối thủ, nhưng không ngờ bọn này đã chạy mất. Linh Cu phán đoán đó là băng đảng của Lâm Già nên cả hai vác súng nhảy lên xe phân khối lớn quyết tâm truy đuổi đối thủ đến tận sào huyệt của chúng. Không ngờ Lâm Già đã cho đàn em nã súng từ trên cao xuống, một viên đạn xuyên thủng bánh xe máy của Tuyển và Linh Cu. Khi đàn em của Lâm Già nấp ở gốc cây đang chĩa súng vào Linh Cu định bắn thì Tuyển phát hiện ra, phản xạ rất nhanh, Tuyển nã liên tiếp 3 phát súng vào tên này. Cứ nghĩ hắn đã chết nên Tuyển và Linh Cu quyết định rút quân. Một hôm, Nguyễn Hoàng Nam, cháu của Nên, đi xe đạp ở đường Nguyễn Đức Cảnh và chạm với anh Đinh Văn Tuyển đi xe máy. Nam gọi điện về cho cậu Nên. Nam và anh Tuyển được công an phường An Biên đưa về đồn giải quyết. Cu Nên cử đám đàn em đem theo vũ khí là Lê AK đến xem như thế nào. Thấy Nam gọi điện về cho gia đình, anh Đinh Văn Tuyển cũng gọi cho Luân Ái, tức Hoàng Anh Luân, là cháu anh Tuyển đến. Ngồi ở công an phường An Biên, Luân Ái lườm nhau với Đinh Đình Tuyển. Đinh Đình Tuyển cho rằng Luân nhìn đều nên ra quán nước cạnh công an phường ngồi chờ. Thấy Luân ra, Đinh Đình Tuyển dùng Lê AK đâm thẳng vào mông Luân. Luân dùng ghế ở quán nước đánh lại. Công an phường phát hiện, can thiệp kịp thời, hai bên chạy tứ tán. Cùng lúc đó, hai bên đều có người đến hậu thuẫn xem va chạm thế nào. Thế là hỗn chiến, đàn em của Cu Nên là Dũng Béo bị người của Đinh Văn Tuyển chém vào mặt, còn Luân bị Đinh Đình Tuyển chém vào đầu, bị thương máu chảy nhiều. Luân chạy vào công an phường và được đưa đi cấp cứu. Biết chuyện nên đến thăm Dũng, khi thấy vết chém ngang mặt nên phán một câu xanh rờn: "Thế này thì không được rồi, chúng nó khinh cho. Chúng mày vào bệnh viện xem bọn nó có ở đấy không, đâm chết cụ chúng nó đi." Cu Nên đèo vợ đi trên chiếc xe máy Jim Bell đến cổng bệnh viện Việt Tiệp, ngồi ở quán nước xem. Đám đệ tử của Cu Nên vào trong khoa cấp cứu của bệnh viện tìm nhưng không thấy Luân. Tất cả ra ngồi quán nước chờ. Lúc đó là 22 giờ đêm. Anh Trần Anh Tuấn
và Nguyễn Quốc Vinh đến bệnh viện thăm Luân. Nhìn thấy Linh Cu, anh Tuấn hỏi thăm. Linh Cu không trả lời và hô lên: "Nó đây rồi!" và cầm lê đuổi anh Tuấn. Vợ chồng Cu Nên đứng đó chứng kiến. Anh Tuấn khẳng định: "Các anh nhận nhầm người rồi, tôi không liên quan gì, tôi chỉ là bạn của Luân." Cu Nên không động lòng, thấy anh Tuấn chạy liền hô: "Đứng lại!" Sau khi đám đệ tử đâm anh Tuấn gục ngã xuống đất, Cu Nên hô lên: "Thôi!" Trong cuộc tàn sát này, anh Trần Văn Tuấn, con trai duy nhất của một thương binh, đã bị Linh Cu, Tuyển, Tùng Ngân đâm 11 nhát khiến anh tử vong ngay tại bệnh viện. Một lần khác, do gây rối trật tự công cộng, đệ của Nên bị triệu tập đến công an phường Lạch Chay. Đi đánh bạc về, Cu Nên xông thẳng vào tận trụ sở công an phường giải cứu cho đồng bọn. Khi công an phường ngăn chặn hành vi vi phạm của Nên đã không tuân thủ, hắn còn giơ súng lên và nói: "Không thả đệ của tao, tao bắn." Đồng chí phó trưởng công an phường ra can thiệp, Nên tuyên bố: "Muốn ăn axit à? Đẹp trai thế mà có khuôn mặt biến dạng thì cũng hay đấy." Chuyện khác được đồn như sau: chị gái của Nên khá ghê gớm với lối xóm. Từ những mâu thuẫn nhỏ, chị gái Nên đã xô xát với người hàng xóm. Người hàng xóm của chị gái Nên làm cán bộ ban tuyên giáo thành phố Hải Phòng. Biết thế nhưng Cu Nên vẫn chỉ đạo đàn em đánh trọng thương vị cán bộ này. Đám đệ tử đánh xong, Cu Nên vỗ ngực tuyên bố: "Pháp luật là tao, tao là pháp luật đấy." Chuyện chưa kể về Cu Nên giỡn mặt bộ đội già và hành trình bước vào chốn tử địa. Chào mừng các bạn trở lại với Trùng Cuối TV. Các bạn thân mến, cứ sau mỗi vụ nổ súng, đâm chém, Cu Nên cùng đồng bọn dùng tiền cướp được để hậu hĩnh, bồi thường cho người bị hại. Cùng với đó là những lời dọa nạt nếu tố cáo với cơ quan công an thì đừng trách chúng không có tình người. Thế nên, tất cả những nạn nhân của Cu Nên vì khiếp sợ mà hoặc từ chối tố cáo hoặc xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho y. Thấy chiêu bài ấy hiệu quả bất ngờ, Cu Nên ngày càng tỏ ra ngông cuồng hung bạo, coi trời bằng vung. Thế nhưng, lưới trời khó thoát, hồ sơ tội ác của y cùng đồng bọn cũng ngày một dày và ngày một rõ ràng trên bàn làm việc của các chiến sĩ công an, và lệnh triệt phá băng nhóm này đã được ban bố. Có một điều đặc biệt, đó là sự tàn độc của băng nhóm Cu Nên ở đất cảng thì hẳn nhiều người đã biết. Ấy vậy mà, khi bị vây giáp thì trùm giang hồ cùng đám sát thủ máu lạnh đã buông súng xin hàng một cách nhanh chóng. Cướp bạc, cướp tình và giỡn mặt các bộ đội già. Thời gian này, tình hình an ninh trật tự ở Hải Phòng có nhiều diễn biến vô cùng phức tạp. Hoạt động tội phạm đã chuyển sang một thể thức khác, có tổ chức và bài bản hơn trong việc che mắt cơ quan công an. Tụ lại với nhau ở các bến xe, bến cảng và dưới cái mác là công ty, trung tâm, nghiệp đoàn. Chúng nhúng tay vào các hoạt động kinh tế bởi lĩnh vực đó nhiều lợi nhuận và ít rủi ro. Nóng bỏng nhất là thương cảng Hải Phòng, nơi có kiểu làm ăn là giao nhận hàng phi mậu dịch. Có thời điểm, có đến 12 băng ổ nhóm bù vào miếng bánh béo bở này, và tất cả những container hàng từ nước ngoài gửi về đều phải qua tay của chúng với mức phí tùy cho chúng đặt, có khi bằng cả nửa giá trị lô hàng. Ai lấy hàng mà không chịu qua tay chúng là ngay lập tức chúng gây gổ đe dọa, thậm chí đánh trọng thương. Để tranh giành thị phần, nhiều băng nhóm đã dùng súng thanh toán lẫn nhau, nhiều hôm súng nổ đi đoàn trên phố. Không tham gia làm hàng phi mậu dịch bởi vừa vất vả vừa phải tranh giành nhọc xác, học dung hà, Cu Nên chọn cho mình cách tiến thân bằng con đường bài bạc kiêm đâm thuê chém mướn. Cu Nên đánh bài xoàng nên hay thua, nhưng hắn luôn chuyển bại thành thắng một cách ngoạn mục bằng cách gọi đàn em xách súng đến vờ cả chiếu. Trong số những vụ cướp bạc mà Cu Nên đã làm, có hai vụ đậm đà nhất mà cho đến tận giờ nhiều người chưa hẳn đã quên. Vào tháng 7 năm 1993, đánh bạc tại sới nhà Tô Văn Ngôn ở Thủy Nguyên, Cu Nên bị thua nhẵn túi, gọi về cho đàn em rằng mang 20 vé sang cho anh chơi tiếp. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, bọn đàn em Cu Nên đã hung hổ súng ống ập vào. Trước khi vét sạch thùng tẩy, chúng còn nhả đạn bắn bị thương một bảo kê ở sông này. Tháng 2 năm 1995, Cu Nên đánh bạc kiểu công ty tại sới nhà Bùi Văn Quỳnh tại Kiến An, tàn canh, Cu Nên lại thua và đàn em Nên mang theo 4 khẩu súng dùng ô tô, xe máy thần tốc ập sang sau khi nghe đại ca gọi điện về xin viện trợ. Thùng tẩy hơn 100 triệu chúng vét sạch, đồng thời một con bạc thích bướng bị chúng nện toạc đầu chảy mặt. Sau này, khi thấy việc cướp bạc cũng khá thuận lợi, Cu Nên chuyển sang rửa ngón, góp vốn để cướp. Nếu chủ tẩy không đồng ý cho góp vốn, Cu Nên cho đàn em quậy tới bến, đến mức chủ tẩy đó không thể làm ăn được gì. Cùng đàn em trên xe hơi, Cu Nên trịnh thượng vào sòng bạc góp vốn đóng tẩy. Con bạc thường đóng tẩy vài triệu thì Cu Nên chỉ vài chục nghìn, nhưng khi thắng cửa, Cu Nên đòi đủ tiền thắng của người đặt tẩy cao nhất. Cu Nên còn cù chuối tới mức yêu cầu chủ tẩy kiểm tra tư cách con bạc, cho con bạc tự khai tiền. Con bạc nào có từ 50 triệu đồng trở lên mới được vào sòng. Thiếu 1.000,
Cú nên cho đàn em tịch thu hết số tiền vì tội khai báo không thành khẩn. Chỉ có 49.999.000 đồng mà dám khai là 50 triệu. Trong khi, Cú nên chỉ có vài triệu trong túi để phục vụ nhu cầu cá nhân của y và bọn đàn em trong quá trình di chuyển và hành nghề. Tại các sòng bạc ở Kiến An và Thủy Nguyên, Cú nên đã vừa đánh bạc vừa cướp bạc được rất nhiều tiền. Cú nên cướp trắng trợn trước mặt các con bạc, đem tiền ra xe hơi, ung dung đi về trung tâm thành phố mà không gặp bất kể trở ngại nào. Thời gian này, Lâm Già hay Dung Hà đều có một cõi đi về, không đụng đến nhau vì biết nhau quá rõ, nhưng Cú nên thì không. Hắn liên tục gây ra những cuộc đụng độ với bề trên, cướp sòng bạc do Dung Hà bảo kê, đánh người, phá các mối làm ăn của Lâm. Nhiều lần, Lâm và Dung không chấp thằng nhãi danh, không muốn đụng dao kiếm. Phương châm hoạt động phạm tội của Lâm và Dung giống nhau: hạn chế đụng chạm, hạn chế sử dụng hàng nóng và chân tay, sử dụng uy là chính. Thấy Lâm và Dung bỏ qua, Cú nên càng bực và gây thanh thế bằng việc tự chiến, gây sự từ những lý do nhỏ nhất. Giới giang hồ đồn, cùng chiến tích đầy mình như nhau, khi bị chơi quá đà, Dung Hà đã cho đệ chuyển đến Cú nên thông điệp: lộc đến đâu, hưởng đến đó. Cái giá của việc cướp lộc, lấn sân là rất tàn khốc. Thích thì chơi cho vui. Cú nên thấy trờn, chuyển hướng cướp sòng bạc sang địa bàn Thủy Nguyên và chỉ cướp ở những sòng biết không có sự bảo kê của Dung. Giang hồ bề trên cứ im lặng để cho nên lên số, để vào còng. Điều hiển nhiên là vậy mà Cú nên chẳng thể nghĩ ra. Ngoài cướp bạc thì giang hồ đất cảng còn nhắc đến một chi tiết khá đặc biệt liên quan đến độ ngông cuồng của Cú nên, là khi đã có thế vững trong giới giang hồ, Cú nên bắt đầu phát tiết cái gọi là tình yêu đối với phái yếu mạnh mẽ hơn. Có thể nói, phụ nữ đẹp là một trong những niềm đam mê bất tận của gã giang hồ đất cảng này. Ngay từ khi còn chưa có số má gì trong giang hồ, mới chỉ là một thanh niên côn đồ, nhưng Cú nên đã nổi tiếng là kẻ đào hoa, có khá nhiều phụ nữ thích. Đáng chú ý, Cú nên chỉ mê đắm những người phụ nữ đã có gia đình, đẹp nền nã, dịu dàng, hoặc phụ nữ có cá tính khác người. Thời ấy, nhiều người đồn đại rằng Cú nên đã chết ngay từ lần đầu tiên gặp vợ một người bạn trong giang hồ. Chị này dù biết, nhưng cũng hiểu được vị trí của Cú nên và chồng mình nên sợ ảnh hưởng mà không dám hó hé nửa lời khi bị yêu. Lúc này, người bạn giang hồ kia đang thuộc hàng dưới cơ so với Cú nên, nên gã chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt khi chứng kiến đàn anh lén lút yêu vợ mình. Mặc dù rất ức khi bị bạn trắng trợn cướp mất vợ đẹp, gã giang hồ kia âm thầm tìm cách đẩy Cú nên vào vòng lao lý. Sau khi Cú nên bị bắt, chính kẻ bị hắn cướp vợ đã khai báo với cơ quan công an nhiều thông tin quan trọng để phá án. Cũng là dân trong giang hồ, người này nắm khá rõ đường đi nước bước, cách kiếm tiền bẩn của gã giang hồ đa tình. Chuyện này, Cú nên không hề hay biết cho tới lúc lĩnh án tử hình. Và một điều khá thú vị liên quan đến con người này, đó là tuy người đầy thành tích bất hảo, nhưng Cú nên lại hâm mộ bóng đá đến mức cuồng nhiệt. Ngày ấy, cứ đội công an Hải Phòng du đấu ở đâu là y cố đi theo cổ vũ cho bằng được. Một lần, đội bóng hắn yêu thích lên Hà Nội thi đấu với đội công an Hà Nội. Cổ động viên hai bên khích bác nhau, không chịu nổi kiểu nói chọc ngoáy người Hải Phòng, Cú nên trợn mắt vằn đỏ, phanh ngực áo chỉ tay về phía cổ động viên Hà Nội thách thức: thích thì vào đây, bố mới tiếp từng thằng một. Thời đó, có những lời đồn đại cho rằng ông công an nọ, ông công chức kia thường xuyên vào thăm Cú nên ăn nhậu, rồi Cú nên còn được cả những người quyền thế đó nhận làm con nuôi. Trước những lời đồn đại đó, dư luận Hải Phòng đã dấy lên một câu hỏi: phải chăng có một thế lực nào đó đã bao che, bảo kê cho Cú nên cùng đồng bọn, bởi những tội ác mà chúng gây ra, chúng vẫn bình yên vô sự. Những lời đồn đại trên là hoàn toàn không đúng sự thật, nhưng việc dư luận đặt câu hỏi có hay không sự bao che cho Cú nên thì có logic và càng chứng tỏ Cú nên là một kẻ gian manh. Y đã lợi dụng sự quen biết với một số cán bộ, chiến sĩ công an rồi mời họ ăn nhậu nhiều lần. Tất nhiên, sau những cuộc ăn nhậu đó, Cú nên lại được đà để cường điệu về mối quan hệ của mình với những cán bộ công an đó. Đồng thời, với việc khua chiêng gõ mõ ầm ĩ để gây thanh thế nhờ những mối quan hệ ấy, sau những vụ gây án, Cú nên đã dùng tiền và cả những lời đe dọa sẽ cắt cổ cả nhà nếu dám tố cáo chúng với cơ quan pháp luật để bịt miệng người bị hại. Còn nhớ vụ việc hồi tháng 7 năm 1992, khi tắm ở Đồ Sơn, do va chạm phao bơi với con gái anh Vương Tú Kỳ, Cú nên đã cùng đồng bọn hung hãn dùng gạch, vỏ chai bia đánh anh Kỳ cùng hai người bạn bị thương. Trước sự côn đồ quá đáng đó, anh Kỳ rất căm phẫn và ngay lập tức anh làm đơn tố cáo tội ác của Cú nên, đòi các cơ quan pháp luật phải xử lý nghiêm khắc kẻ ngông cuồng đó. Thế nhưng, bằng thủ đoạn dùng tiền bồi thường kết hợp dọa nạt thì không ai khác, chính anh Kỳ đã lại làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Cú nên. Ông Trần Văn Hòa, người thương binh bị mù cả hai mắt, bố của nạn nhân Trần Văn Tuấn, người đã thiệt mạng ở bệnh viện Việt Tiệp cũng vậy, ông đã không dám làm đơn tố giác. Thấy chiêu bài ấy hiệu quả bất ngờ, Cú nên càng tỏ ra ngông cuồng hung bạo, coi trời bằng vung. Thế nhưng, lưới trời khó thoát, hồ sơ tội ác của y cùng đồng bọn cũng ngày một dày và ngày một rõ ràng trên bàn làm việc của các chiến sĩ công an, thì lệnh triệt phá băng nhóm này đã được triển khai.
quy hàng trùm giang hồ và đám sát thủ máu lạnh. Chỉ vài tháng sau khi đảm nhận trách nhiệm phó giám đốc công an thành phố phụ trách cảnh sát, đại tá Trần Đồn đã có trong tay toàn bộ hồ sơ về tội trạng của băng tội phạm Phạm Đình Nên. Trong khi làm án, ông luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh người thương binh mù cả hai mắt trong nỗi đau mất con. Thiếu tướng Lê Văn Thụ, giám đốc công an Hải Phòng lúc bấy giờ, nhất trí cao với kế hoạch mà đại tá Trần Đồn trình duyệt về việc triệt phá băng cướp Phạm Đình Nên. Giờ G đã được ấn định là sáng ngày 15 tháng 3 năm 1995 do Công an Hải Phòng và Cục C14, Cục Cảnh sát Hình sự khi đó phối hợp thực hiện. Đại tá Trần Đồn vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy. Ông bảo rằng sở dĩ phải chọn ngày này vì hôm ấy ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, đối diện với nhà Phạm Đình Nên, có một hội nghị của ngành hải quan, xe ô tô của các đại biểu từ Hà Nội về rất đông. Vì thế mà lực lượng công an đổ quân bao vây nhà Nên sẽ không bị lộ. Và từ tờ mờ sáng ngày 15 tháng 3, hàng đoàn xe ô tô của công an Hải Phòng được hóa trang bằng các biển số xe Hà Nội đã đổ quân xuống tiền sảnh của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp. Kể từ đây, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, cảnh sát bảo vệ đã bao vây chốt giữ ở tất cả các điểm xung quanh ngôi nhà 112 Lạch Chay. Lính hình sự cải trang làm xe ôm có mặt ở khắp nơi, chốt chặn ở khắp những cứ điểm quan trọng từ tờ mờ sáng. Theo nguồn tin chính xác, thời điểm đó băng nhóm của Cú Nên đang co cụm trong nhà. Ngoài Cú Nên còn có những sát thủ khét tiếng như Linh Cu, Đinh Đình Tuyển, Tùng Ngân, tức Phạm Văn Tùng. Đại tá Nguyễn Trường Tam, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hải Phòng nhớ lại, trong trận vây bổ ấy, ông đảm trách phần việc chỉ huy các chốt phục kích, đón lõng các đường thoát thân của băng nhóm tội phạm này. Đúng như sự sắp đặt trên, khi lực lượng chức năng ập vào nhà khám xét, thấy có biến, đám tay chân của Cú Nên liền treo ra ngoài qua đường lỗ thoáng. Cứ vài phút, lại có một tên thò cổ ra, ngó nghiêng rồi tụt xuống bằng đường ống nước. Để đối tượng rời khỏi hiện trường chừng 50m thì các trinh sát ập đến quật ngã. Tên sau thấy tên trước tụt xuống an toàn nên cứ thế kéo nhau vào lưới. Suốt buổi đón lõng, chỉ thấy có 6 đối tượng trúng kế rung trà cá nhảy. Những con cá lớn là Cú Nên cùng những tên từng gây nhiều tội ác vẫn chẳng thấy đâu. Trong nhà, mũi khám xét cũng lục tung từng ngóc ngách nhưng chỉ thu được vũ khí là hai khẩu AK, súng ngắn, lựu đạn mà không thấy người. Cú Nên và đồng bọn đã bốc hơi đường nào. Không tìm thấy Cú Nên, những người tham gia vây bắt như ngồi trên đống lửa. Tại sở chỉ huy đặt ngay gần nhà trùm giang hồ khét tiếng này, đại tá Trần Đồn chỉ huy quyết liệt bằng mọi giá phải bắt được Cú Nên và những kẻ hung bạo dựa hơi Cú Nên mà càn quấy coi ngọn người như cỏ rác. Tất cả những nơi ấy đều đã có anh em canh chừng đón lõng, bố trí như vậy còn mỗi còn chẳng lọt nữa là. Đại tá Nguyễn Trường Tàm nhớ lại. Chính bởi ý nghĩ còn mỗi chẳng thể lọt mà khi thấy mọi người đã có vẻ nản, ông đã lững thững ra ngoài quan sát. Và để có tầm nhìn bao quát hơn, ông đã quyết định lên sân thượng của nhà một người quen gần đó. Đi cùng ông khi đó còn có ông Thịnh, khi đó là cảnh sát hình sự công an quận Ngô Quyền, và ông Toàn là cảnh sát khu vực công an phường Lạch Chay thuộc quận Lê Chân. Tại điểm cao ấy, ông giật mình khi biết từ sân thượng nhà Cú Nên có thể nhảy qua các nhà khác ở gần đó. Những gì tận mắt thấy đã khiến ông kết luận Cú Nên và đồng bọn có thể đã thăng thiên, nhưng khi thấy đông đảo công an vây giáp nên chưa dám tụt xuống. Hắn đang trốn đâu đó trên những nóc nhà này. Nghĩ thế, ông ra ám hiệu cho ông Thịnh và ông Toàn áp sát những nơi Cú Nên và đồng bọn có thể náu mình. Đại tá Tam thì quay lại sân thượng nhà mà mình vừa đi nhờ để tiếp tục quan sát tìm kiếm. Tại đây có một tùm nhỏ gia chủ xây thêm để chứa đồ bỏ đi. Đến gần tùm, ông thấy cửa khép chặt. Kéo cửa mấy cái mà không được, tôi mới giật mình lùi ra. Đại tá Nguyễn Trường Tàm nhớ lại, sở dĩ ông có phản ứng như vậy là bởi tùm chỉ có một cửa duy nhất nên không thể tự chốt bên trong. Bên trong chắc chắn có người, đại tá Tam nhận định. Lùi lại vài bước, ông vội vã rút súng. Bằng những động tác thuần thục, ông đã sặc xia súng 3 lần, cốt để những người trong tùm nghe thấy. Cú Nên, Trường Tam đây, không ra tôi bắn xuyên cửa đấy. Sau tiếng hô ấy, ông lại tiếp tục lên đạn súng. Những tiếng lạch chạch vừa dứt thì cánh cửa tùm cũng từ từ mở ra. Người bước ra không ai khác chính là Phạm Đình Nên. Thấy kẻ mà mình và các đồng đội đã mỏi mắt săn lùng ca buổi tối bất ngờ xuất hiện, chẳng suy nghĩ nhiều, ông lao bổ vào túm gáy tên hung đồ rồi ghi chặt y vào bức tường ở ngay gần đó. Đang mừng rỡ vì bắt được cậu rời một cách khá dễ dàng thì ông bỗng giật mình bởi bị ai đó chụp mạnh vào vai cùng tiếng thét chói tai. Chú làm gì cậu cháu đấy? Kẻ thình lình xuất hiện ấy là Linh Cu, tay sai đắc lực của Cú Nên. Linh Cu gọi Cú Nên bằng cậu. Chẳng nói chẳng rằng, vừa giữ Cú Nên, ông vừa dòi người đấm thẳng vào mặt tên sát thủ mặt búng ra sữa ấy. Dính đòn bất ngờ, Linh Cu choáng váng ôm mặt, không để hắn kịp hoàn hồn, dùng tay còn lại ông túm ngay lấy cổ áo Linh Cu, ấn bẹp vào tường. Thấy ông phát hiện ra những đối tượng cần tìm, ông Thịnh, ông Toàn vội vàng chạy đến hỗ trợ. Xem trong tùm còn thằng nào không? Ông Tam nói như quát. Sau tiếng quát ấy thì thêm một tên nữa ôm đầu từ từ bước ra. Không cần khống chế, tên này tự động úp mặt vào tường. Tên này là Tuấn Sẹo,
cũng là một kẻ giang hồ số má. Ngay sau đó, Đinh Đình Tuyển cũng lóc ngóc từ trong bể cầm súng chui lên. Khám xét trong bể nước, các trinh sát đã thu giữ một khẩu tiểu liên, một súng trường đã cơ báng, 47 viên đạn cùng rất nhiều lê, kiếm, xích. Khi Cú Nên và đồng bọn được đưa xuống nhà, mọi người đã ập đến kiểm tra bởi chẳng ai dám tin, chó điên xa lưới. Đại tá Trần Đồn cũng lách đám đông tiến vào, thấy Cú Nên cùng Linh Cu, Tuấn Sẹo đang bị mọi người áp tải xuống từ cầu thang. Đại tá Đồn đã vô cùng mừng rỡ. Đường ngay ra xe, đường ngay ra xe. Đại tá ra lệnh. Nghe lệnh trên, những chiến sĩ cảnh sát bảo vệ trong sắc phục giản dị vội vã tiến đến áp tải Cú Nên và đồng bọn ra xe bít bùng chờ sẵn. Đại tá Nguyễn Trường Tam kể, khi Cú Nên và đồng bọn yên vị trong thùng xe bít bùng thì đại tá Trần Đồn cũng vội vàng lên xe để trở về trụ sở. Tuy nhiên, xe vừa trực lăn bánh thì ông lại mở cửa bước xuống. Ngay trước mặt mọi người, đại tá Trần Đồn đã vẫy ông lại rồi móc ví thưởng nóng 100.000. Dẫn anh em đi ăn uống cái gì đó cho đỡ mệt. Đại tá Trần Đồn nói với ông bằng giọng thân tình. Chuyện án Cú Nên kết thúc. Dù ngất ngây với chiến công, nhưng nhiều lúc nghĩ lại giây phút đối diện với Cú Nên và đồng bọn, ông vẫn thấy lạnh sống lưng. Mình ở ngoài đó, nó ở trong tùm, nó thấy mình rồi nhưng không hiểu sao nó lại không nổ súng. Rồi khi mình bắt Cú Nên, Linh Cu nó ở phía sau, nó cũng không nổ súng. Không hiểu mình may mắn hay do quá sợ hãi nên bọn chúng đã quên mất bản năng chó điên rồi. Bình thường với những tình huống ấy thì chắc chắn khẩu súng trong tay chúng chẳng chịu nằm yên đâu. Đại tá Nguyễn Trường Tam chia sẻ. Đại tá Nguyễn Trường Tam bảo ngay cả sau này ông vẫn rất lấy làm ngạc nhiên bởi sự hiền lành đến bất ngờ của Cú Nên, đặc biệt là Linh Cu, kẻ giết người mặt không biến sắc. Trận đánh nhanh gọn, không phải nổ súng, đảm bảo an toàn cho lực lượng công an và nhân dân xung quanh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã gửi điện khen Công an thành phố Hải Phòng. Nhân dân thành phố đổ ra đường chào đón lực lượng công an, hoa và thư khen của quần chúng gửi đến Công an thành phố nhiều vô kể. Với những tội ác mà Cú Nên và đồng bọn gây ra, không lâu sau đó, phiên tòa xét xử băng nhóm do Cú Nên cầm đầu đã hút sự quan tâm đông đảo của quần chúng nhân dân một cách hiếm có. Cả phiên sơ thẩm lẫn phúc thẩm, hàng chục nghìn người đã vây quanh tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, chật cứng lòng đường Trần Phú và các phố lân cận. Đúng như mong đợi của đông đảo quần chúng nhân dân, Phạm Đình Nên đã phải nhận án tử hình, Đinh Đình Tuyển nhận án chung thân do khai báo thành khẩn, Đinh Văn Lĩnh tức Linh Cu cùng Phạm Văn Tùng tức Tùng Ngân mỗi tên 20 năm tù. Các đối tượng còn lại đều phải nhận mức án từ 4 đến 12 năm tù. Trong những ngày chờ thi hành án, Phạm Đình Nên đã không còn hung hãn côn đồ như trước đây, mà hắn đã tỏ ra hối cải, ăn năn. Đêm nào, Cú Nên cũng nằm trằn trọc, thức trắng ao ước, được trở về với cuộc sống nghèo khó mà lương thiện. Đinh Đình Tuyển cũng đang phải trả giá cho một loạt những tội lỗi của mình bằng bản án chung thân trong trại giam. Giờ, Tuyển đang cố gắng cải tạo thật tốt, mong sớm có ngày để trở về, có cơ hội báo hiếu với mẹ. Điều mà gã không thể nghĩ được khi còn ôm súng, tung hoành trên giang hồ. Riêng về Linh Cu là kẻ ngông cuồng, cho đến phút cuối đời, mặc dù đã thoát án tử hình trong gang tấc vì chưa đủ 18 tuổi trong vụ án trên, nhưng sau đó hắn đã gây thêm hàng loạt tội ác khác và cuối cùng đã phải trả giá với mức án cao nhất của pháp luật. Chào mừng các bạn đang theo dõi Trùng Cuối TV. Các bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ video giúp kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mảng sáng bên cạnh miền tối. Nhiều người trong cuộc thừa nhận, trong giới giang hồ cộng cán của Hải Phòng cùng thời và đến bây giờ, Cú Nên là đứa con có hiếu với bậc sinh thành nhất. Cú Nên xưng hùng xưng bá, chém giết ở ngoài, nhưng về đến nhà, Cú Nên rất sợ người thân của mình bị tổn thương. Đứa con sử dụng dao, vô tình bị đứt tay, chảy máu, Cú Nên thương con, mắng vợ. Mẹ Cú Nên già yếu, hàng ngày Cú Nên bưng cơm tới tận giường mời mẹ ăn. Lúc mẹ ăn, Cú Nên ngồi trò chuyện với mẹ. Mẹ ăn xong, Cú Nên lấy khăn để mẹ lau miệng. Đi thì chớ, về đến nhà, Cú Nên luôn dành việc chăm mẹ với vợ. Ông Trần Hữu Khoát, thẩm phán tham gia xét xử vụ án Phạm Đình Nên và đồng bọn cho biết, khi ra tòa, Cú Nên có thái độ ngang ngược, luôn thách thức cơ quan thực thi pháp luật. Cú Nên không nhận tội, thái độ khai báo không thành khẩn, cái gì cũng không biết, không liên quan. Trước tòa sơ thẩm, Cú Nên đã vòng vo rồi chơ chén đổ tất cả tội lỗi cho bọn đàn em của mình, nhưng tất cả các chứng cứ đều chống lại y. Kết thúc phần thẩm vấn của phiên phúc thẩm, nghe bản luận tội của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Phạm Đình Nên đã phải cúi đầu nhận tội. Tại phiên xét xử sơ thẩm, mẹ Cú Nên đã khóc lóc rồi ngất lên ngất xuống khi bà biết con trai bà khó tránh khỏi tội chết bởi những tội ác mà hắn đã gây ra. Đến khi diễn ra phiên phúc thẩm, bà đã bình tĩnh hơn bởi dù sót con mấy, bà cũng phải thừa nhận những hành vi của Cú Nên là trái pháp luật, là tội ác tày trời. Có lẽ chính vì sự thừa nhận ấy mà trong lá đơn xin tha tội chết cho Cú Nên gửi Chủ tịch nước Lê Đức Anh có đoạn bà viết: "Tôi biết tính cháu ngang tàng ngỗ ngược từ nhỏ. Thôi thì cha mẹ sinh con trời sinh tính,
tôi cũng không bênh chè gì cho cháu. Đúng như mong đợi của đông đảo quần chúng nhân dân, Phạm Đình Nên đã phải nhận án tử hình. Sau khi nghe tòa tuyên án, Cú Nên giật mình quay lại phía sau tìm mẹ. Lúc ra xe về trại, Cú Nên tranh thủ quỳ lạy mẹ lần cuối. Vừa lạy mẹ, Cú Nên vừa khóc xin mẹ tha thứ. Cảnh tượng lúc này rất xúc động. Trong những ngày chờ thi hành án ở phòng biệt giam, Cú Nên mơ về cuộc sống lương thiện có mẹ, có vợ và những đứa con. Cú Nên đã làm thơ, nhan đề Đêm Lạnh Trong Tù gửi vợ, ao ước được trở về với cuộc sống nghèo khó mà lương thiện. Trong phòng lạnh, anh nhớ về dĩ vãng, nhớ vợ hiền và đứa con thơ, nhớ mái nhà tranh rột nát năm nào, giờ thân tù tội như chim lồng cá chậu. Em ơi, trại giam là nơi ghi dấu tình chồng nghĩa vợ. Chờ ngày ra pháp trường, tại trại giam thành phố, Phạm Đình Nên đã không còn hung hãn, côn đổ như trước đây mà hắn đã tỏ ra hối cải, ăn năn. Đêm nào, Nên cũng trằn trọc thức trắng. Một quản giáo khu buồng giam tử tù, người đã trực tiếp dẫn giải Cú Nên ra trường bắn Xuân Sơn đêm ngày 7 tháng 4 năm 1997 kể lại. 2 giờ sáng, ông thực hiện lệnh vào mở cửa dẫn Cú Nên đi. Vừa mở cửa lần thứ nhất, Cú Nên đã ngồi bật dậy, lập cập hỏi. Hôm nay tôi ra trường bắn hạ cán bộ, phải vậy không? Tiến hành lăn tay, Cú Nên lóng ngóng rồi run rẩy như chuột gặp mưa rào. Bữa cuối cùng hoảng loạn, Cú Nên đã ăn rất ít. Khi các giám thị hỏi có viết gì cho gia đình không, Cú Nên đã lắc đầu rồi mấp máy. Tôi sợ những dòng chữ ấy sẽ càng làm cho gia đình tôi thêm buồn tủi, nhất là mẹ tôi. Bà đã 80 tuổi rồi, vậy mà tôi lại là người đi trước. Nói đến đây, Cú Nên ôm mặt khóc. Trước khi ra trường bắn, Cú Nên đã xin được gặp lãnh đạo trại giam để xin lỗi vì những hành động không phải của y trong những ngày bị giam giữ tại đây. Và cũng qua lãnh đạo trại, y gửi lời cảm ơn tới toàn thể ban giám trị trại cùng các cán bộ quản giáo. 5 giờ 30 phút sáng, ngày 7 tháng 4 năm 1997, bản án tử hình Phạm Đình Nên đã được thi hành. Cũng giống như Cú Nên, Đinh Đình Tuyển cũng rất yêu thương mẹ của mình và những người thân trong gia đình. Có lẽ chúng tôi là những nhà báo đầu tiên gặp gã sau từng ấy năm bóc lịch nên hiểu được một khía cạnh nào đó. Có thể gọi là khách quý đối với gã. Những câu chuyện của một thời giang hồ được khơi lại khiến gã linh hoạt hơn. Nhưng xen lẫn đó là những tiếng thở dài, tiếc nuối. Tuổi đã không còn trẻ, gã sẽ bắt đầu kiến tạo lại cuộc đời của mình ngay khi được trở về xã hội. Tất nhiên là không muộn, nhưng e rằng cơ hội sẽ không còn nhiều. Với mức án chung thân, mong muốn bấy giờ của Đinh Đình Tuyển là cải tạo thật tốt, được giảm án, được về và vẫn còn nhìn thấy mẹ để có cơ hội chăm sóc mẹ. Tuyển cũng biết điều đó thật mong manh nhưng vẫn hy vọng cuối đường hầm sẽ le lói ánh sáng. Trong 7 vụ mà tòa án thành phố Hải Phòng đưa ra xét xử năm 95, vai trò của Tuyển thường đứng thứ hai sau Cú Nên. Tuyển cho biết ngày đó cứ xong việc là về đại bản doanh ăn ngủ chờ lệnh của đại ca Nên. Chưa từng được ôm hôn một người con gái đúng nghĩa, Tuyển tâm sự. Chưa có vợ con, không bị ràng buộc gì nên quá trình cải tạo ở trại cũng đỡ thấy đau đớn, nhức nhối hơn. Điều Tuyển mong muốn nhất là nhận được sự tha thứ của mẹ và các anh chị em trong gia đình, nhận được sự an ủi, chấp nhận khi Tuyển được tự do. Tuyển kể rằng hắn là người sử dụng súng thành thạo nhất nhóm và trong nhóm, ngoài Cú Nên ra, chỉ có Tuyển mới được chơi với súng nhiều và biết kho giấu súng của Cú Nên. Linh Cu khi phê thuốc, hai tay hai súng nã nạn bừa phứa là giỏi, nhưng Tuyển thì khác, bắn vào đâu là có mục đích. Theo Tuyển, trận đọ súng với băng nhóm của Lâm Già, tức Ngô Thế Lâm, vẫn để lại ấn tượng cho đến tận bây giờ. Cuộc truy đuổi ấy, theo Tuyển chẳng khác gì phim hành động. Thế nhưng, Lâm đã thắng vì băng của y chạy vào nhà rồi cho đàn em nã súng từ trên cao xuống, từ dưới gốc cây lên làm cho xe của Tuyển và Linh Cu nổ lốp. Nhiều cuộc va chạm khác cũng phải dùng đến súng nhưng không mấy khi phải bắn vì phần lớn chỉ dọa đã thấy người ta khiếp sợ rồi, Tuyển cho biết. Tuyển kể lại, tôi và nhiều chiến hữu trúng kế của công an. Nhà anh Nên đối diện với Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp. Sáng hôm đó, Cung Văn hóa có hội nghị, chẳng ai nghĩ xe ô tô xếp lớn, ở đó lại là xe công an. Tôi đi bộ từ nhà anh Nên sang bên kia đường gội đầu. Trong lúc nằm gội đầu, tôi nghe thấy mấy người ngồi quán nước chè trước cửa nói với nhau. Hình như thằng Tùng Ngân, thằng Linh Cu đang ở nhà. Ngay lúc đó, bên kia đường lại có tiếng một đứa cháu gọi vọng sang. Chú Tuyển ơi, về chú Nên bảo gì? Tôi biết nhà anh Nên đã bị công an vây bắt. Nếu chạy thoát thân, tôi thừa sức bỏ chạy lúc đó. Nhưng tôi không làm vậy. Gội đầu xong, Tuyển vẫn trở lại nhà đại ca và thông báo với mọi người toàn bộ ngôi nhà đã bị công an bao vây. Tuyển và Linh Cu định trèo tường thoát thân sang ngõ nhà thờ nhưng nhìn thấy xuống công an đã vây kín. Biết không có cách nào thoát ra, Tuyển nhảy xuống bể nước công cộng xây từ thời Pháp mà bọn này vẫn quen gọi là hầm để ẩn náu. Lúc ấy, Cú Nên và một số đàn em đã bị công an vây bắt. Tuyển vẫn nhất định án mình bất động tại chỗ, quyết không lên. Phía trên, công an cũng đang dùng biện pháp thuyết phục bởi họ biết trong người Tuyển khi đó có tới tận 4 khẩu súng và 180 viên đạn.
cho đến khi vợ của Cunên ở phía trên dùng lời lẽ khuyên nhủ Tuyển ra đồng thú và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật thì gã mới chịu đầu hàng. Nói về hình thức thì gã đàn ông đang ngồi trước mặt chúng tôi không đến nỗi nào to cao và đẹp trai. Tuyển kể ngày xưa mẹ gã thường trêu gã là đồ dại gái, số là hồi đó Tuyển có một máy headphone rất xịn, nó được coi là đồ hiếm. Vậy mà có một cô gái hàng xóm kết quá, nhờ mẹ sang gã Tuyển bán lại. Không ngờ Tuyển đưa luôn và nói: "Em nó thích, cô cứ cầm về cho em nó dùng." Nhìn thấy Tuyển cho con gái bà hàng xóm món đồ đắt tiền, mẹ Tuyển cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ, miệng không ngớt lẩm bẩm: "Đúng là cái đồ dại gái, em gái thì không cho, lại đi cho con gái nhà hàng xóm." Gã lăng và cũng biết cách tiêu tiền, thế nên danh sách các cô gái tình nguyện làm người yêu gã cũng không ít. Lạ một điều, các cô đều xinh và thuộc hàng con nhà lành. Không hiểu sao, với phụ nữ, tôi chưa bao giờ mắng mỏ dù là một lời, đánh họ thì lại càng không bao giờ. Nhưng với đàn ông, tôi rất dễ bị chạm nọc, chỉ cần nhìn đều hoặc tỏ ra hơn phân là tôi đánh được ngay. Gã bộc bạch. Chắc là Tuyển không nói ngoa, bởi trong tất cả 8 vụ cướp, giết, cố ý gây thương tích do ông trùm Phạm Đình Nên chỉ đạo thì Tuyển và Linh Cu thực hiện tích cực nhất. Và khi bị công an bắt giữ, Tuyển lận trong người tới 4 khẩu súng và 180 viên đạn. Một cơ số đạn nếu được sử dụng hết hẳn sẽ là một thảm họa. Nói là tôi chưa có người yêu cũng đúng mà cũng sai, Tuyển nói. Thực ra tôi có cảm tình đặc biệt với một cô gái, dù chưa thổ lộ nhưng tôi biết giữa tôi và cô ấy là tình yêu. Nghe tin tôi bị bắt, cô ấy buồn lắm. Sau đó có vài lần vào trại thăm tôi, bẵng đi một thời gian không thấy. Tôi hỏi người nhà, được biết cô ấy đã lấy chồng và có con rồi, cầu mong cô ấy được hạnh phúc. Đó là những ký ức đẹp của một thời trai trẻ đã theo tôi những năm tháng ở trại giam. Có những đêm thẳng thốt giật mình, tôi mơ hồ nghe tiếng bạn gái trách mắng rồi lại vỗ về an ủi. Một thoáng buồn hiện lên trong mắt gã, tôi đành an ủi: "Con gái có thì, người ta chờ đợi anh thì dở dang hết một đời, anh yêu người ta thì phải thấy mừng khi cô ấy có hạnh phúc mới chứ." Gã gật đầu đồng tình. Năm 1998, tức là khi Tuyển mới nhập trại được gần 3 năm thì bố và anh trai của Tuyển đi biển chẳng may bị đắm tàu chết. Không lâu sau đó, người em trai út lại xuất huyết não tử vong. Giờ còn đứa em trai áp út thì cả hai vợ chồng nó đều bị nhiễm HIV, cuộc sống đang được tính từng ngày. Liên tiếp những tin xấu ập xuống gia đình gã. Những ngày tháng đó, Tuyển mới thấy thực sự ăn năn và day dứt. Gã cứ bị một nỗi ám ảnh mơ hồ, không biết có phải vì mình đã làm việc ác nên bây giờ những người thân trong gia đình đang phải chịu nghiệp chướng do chính mình gây ra hay không. Những anh chị em còn lại thì ai nấy đều kiến giả nhất phận nên cũng không thể hết lòng chăm sóc cho mẹ già. Thời trẻ, cứ đi lang thang, chẳng quan trọng chuyện gia đình, mất mát quá nhiều rồi mới thấy đau và xót xa, Tuyển trầm ngâm nói. Giờ Tuyển đang cố gắng cải tạo thật tốt, mong sớm có ngày để trở về, còn có cơ hội báo hiếu với mẹ. Điều mà gã không thể nghĩ được khi còn ôm súng tung hoành trên giang hồ. Cái kết được báo trước của đệ tử số 2 Cunên, dấu chấm hết cho đế chế ông rời con đất cả. 17 tuổi, cùng với Phạm Đình Nên và 14 tên khác trong băng ổ, Linh Cu đã phải ra trước vảnh móng ngựa của Tòa án Nhân dân Hải Phòng, lĩnh án 20 năm tù giam về các tội giết người. Trong đó Linh Cu trực tiếp tham gia 3 vụ với vai trò tích cực, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng. Thoát án tử hình trong gang tấc vì chưa đủ 18 tuổi, nhưng khi thi hành án tù 20 năm tại trại cải tạo 3 sao tỉnh Hà Nam, lần thứ 4, Linh Cu tiếp tục phạm tội giết người. Hắn dùng kéo đâm chết phạm nhân Trương Đình Ngọc, đâm, đánh trọng thương các phạm nhân khác. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã xử phạt Linh Cu mức án tù chung thân, cũng vì hắn chưa đủ 18 tuổi. Sau đó, Linh Cu được chuyển về trại cải tạo Thanh Hóa. Tại đây, Linh Cu gặp và kết bạn với siêu đạo trích Trần Quang Minh, tức Minh Rồng, và trở thành hai kẻ đào tẩu gây ra hàng loạt tội ác. Theo hồ sơ lưu trữ tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Quang Minh, sinh năm 1974, trú quán tại nhà số 17, khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay từ nhỏ, Minh đã tỏ ra ngỗ ngược, là một học sinh chơi bời, học tới lớp 6 hắn bỏ học. Lớn lên, Minh không công ăn việc làm ổn định, bởi quãng đời tuổi trẻ của hắn chủ yếu là những năm tháng trải qua hết những nhà tạm giữ, tạm giam này đến nhà tù khác. Ngay từ năm 14 tuổi, lần đầu tiên Trần Quang Minh đã sa vào vòng tội lỗi. Theo tài liệu lưu trữ của cơ quan công an, từ năm 1988 đến 1993, hắn đã có cả thảy 5 tiền sự. Đến năm 17 tuổi, ngày 9 tháng 10 năm 91, lần đầu tiên hắn đã phải chịu đứng trước vảnh móng ngựa về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tuyên xử 12 tháng tù. Nhưng sau đó, vừa ra tù được ít ngày, thì Minh Rồng lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản của công dân. Và ngày 22 tháng 6 năm 1994, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt hắn 42 tháng tù giam. Trong thời gian thi hành bản án này, tại trại cải tạo Ngọc Lý, tỉnh Hà Bắc cũ, ngày 5 tháng 10 năm 95, lợi dụng sơ hở của cán bộ trại cải tạo, trong lúc lao động, Minh Rồng đã bỏ trốn khỏi trại giam, tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thủ đô. Khoảng tháng 12 năm 95,
Trong lúc lang thang, Minh phát hiện một căn nhà ở khu tập thể Thành Công, chủ nhà đi vắng, có nhiều tài sản. Lập tức, hắn đột nhập vào bên trong, lấy 3 chiếc áo da và lần lượt dắt 2 chiếc xe máy. Sau đó, Minh thuê người chở thẳng lên biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, bán cho một người không quen biết, lấy 1.500 đô la. Ngày 9 tháng 12 năm 95, trong khi Minh đang sử dụng chiếc xe Win 100 mà hắn trộm cắp được thì bị phát hiện bắt giữ. Kết cục, tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 19 tháng 8 năm 96, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Trần Quang Minh 2 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ và 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản công dân. Tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù. Tính đến ngày trốn trại, Minh còn nợ bản án cũ 18 tháng 16 ngày. Vì vậy, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của 2 bản án là 15 năm 6 tháng 16 ngày tù. Thời hạn tính từ ngày 9 tháng 12 năm 95, buộc hắn phải bồi thường cho người bị hại số tiền 41 triệu đồng. Thi hành bản án này, Trần Quang Minh lại tiếp tục những ngày cơm tù tại trại cải tạo Thanh Hóa. Tại đây, hắn làm quen và kết bạn với Linh Cu. Đến trưa ngày 14 tháng 9 năm 98, lợi dụng một trận mưa giông to, cả hai tên cùng trốn trại và gây ra hàng loạt tội ác trên hành trình trốn chạy. Ngay sau khi thông tin Linh Cu và Minh Rồng trốn trại, phòng trinh sát thuộc Cục Quản lý Trại giam, Bộ Công an đã khẩn trương thông báo, phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an các địa phương truy bắt. Nhận định hướng chạy trốn chính của hai tên tội phạm nhiều khả năng từ miền Trung trở lại các tỉnh miền Bắc, các mũi trinh sát gấp rút triển khai lực lượng phối hợp với công an các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, giáo giết truy lùng. Ngày 14 tháng 9 năm 98 trôi qua, rồi đến ngày 15-16, thời gian căng như dây đàn, mỗi thông tin về hai đối tượng đều được cấp báo về ban chuyên án. Sau này, khi bị bắt lại, Minh Rồng và Linh Cu khai nhận, lợi dụng cơn mưa xối xả, hai tên băng qua khu vực được trại giam canh gác cẩn mật, thoát khỏi trại, chúng chạy thục mạng hết con đường làng rồi ra đường cái lớn. Sau đó, chúng đã đi xe ôm về thị xã Thanh Hóa rồi tiếp tục đi nhờ một xe tải về Hà Nội. Tới Gia Lâm, hai tên vào một nhà hàng ở đó qua đêm, sáng hôm sau đi tiếp sang Bắc Ninh. Tại đây, việc đầu tiên chúng nghĩ tới là vũ khí. Từ Bắc Ninh, Linh Cu và Minh Rồng ngược lên Lạng Sơn rồi tới biên giới Việt Trung tìm mua bằng được một khẩu AK, một khẩu K54 với 10 viên đạn giá 8 triệu đồng. Sau khi có súng, ngày 12 tháng 10 năm 98, hai tên ra thẳng Quảng Ninh vào một nhà hàng ở chân núi thành phố Hạ Long. Tại đây, chúng gặp Vũ Thị Kim Xuyến, sinh năm 1983, ở An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương và Bùi Thị Mỹ, sinh năm 1979, cùng quê với Xuyến. Hôm sau, cả bọn kéo về thị trấn An Lưu, Kinh Môn. Xuyến đưa chúng đến một ngôi nhà bỏ hoang trong nghĩa địa gần kênh Hạ để ẩn náu. Cho đến ngày 18 tháng 10 năm 98 thì xảy ra cuộc đụng độ với lực lượng công an tại bến phà An Thái. Lời khai của Minh Rồng và Linh Cu chỉ vẻn vẹn có vậy. Tuy nhiên, quá trình xác minh điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ và có đủ chứng cứ kết luận. Chỉ trong vòng đúng 1 tháng 4 ngày trên đường trốn chạy, Linh Cu và Minh Rồng đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương là Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tây cũ. Theo đó, hồi 21 giờ ngày 29 tháng 9 năm 1998, tại tiệm vàng Tâm Thiện, thuê ở số nhà 13 phố Quang Trung, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, chủ nhà là chị Đỗ Thị Hạnh đang định đóng cửa đi nghỉ thì bất ngờ có hai thanh niên xông vào, một tên cao to cầm súng K54 sấn đến trước mặt chị Hạnh, còn tên cao gầy đen cầm dao bầu vừa chốt cửa vừa tiến vào tủ để vàng. Chị Hạnh định kêu lên thì bị tên cầm súng túm áo, dùng báng súng đập liên tiếp vào đầu khiến chị gục luôn dưới chân cầu thang. Đánh chị Hạnh xong, tên cầm súng quay ra lục soát tủ. Vừa lúc đó, hai con nhỏ của chị Hạnh là cháu Vân Anh và cháu Tuấn Anh thấy động từ trên gác chạy xuống. Tên cầm súng liền túm cổ hai cháu, ấn vào nhà vệ sinh đe dọa: "Đứng im, kêu tao bắn chết." Hai cháu Vân Anh và Tuấn Anh sợ hãi, chỉ ôm nhau không dám nhúc nhích. Chừng 10 phút sau, thấy yên ắng, hai cháu mở cửa và chạy ra đường kêu cứu. Bà con cùng phố vội đi báo công an thị xã Hà Đông và đưa chị Hạnh đi cấp cứu. Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an tỉnh Hà Tây đã thu được một mẫu vân tay duy nhất trên mặt kính tủ vàng. Chủ tiệm vàng Tâm Thiện cho biết, tài sản bị mất chỉ khoảng 300 ngàn vì toàn bộ tiền vàng chủ tiệm thường mang về nhà riêng khi bán hàng mới đưa ra. Sau này, ngay khi hai tội phạm nguy hiểm xa lưới, công an tỉnh Hà Tây cũ đã phối hợp với công an tỉnh Hải Dương điều tra. Kết quả giám định của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an cho thấy vân tay thu được trên tủ kính tại số nhà 14 đường Quang Trung và vân tay của Đinh Văn Lĩnh, tức Linh Cu, là đồng nhất. Việc nhận diện kẻ gây án cũng được thực hiện. Ba mẹ con chị Hạnh đều nhận đúng hai tên Linh Cu và Minh Rồng chính là thủ phạm gây án. Đáng chú ý, sau khi hai con thú dữ bị bắt lại, những cán bộ điều tra của Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an khi đó đã nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, tỉ mỉ những tang vật thu được, đặc biệt là hai chiếc túi sách, một kiểu du lịch màu đen, một kiểu ba lô loại nhỏ, mốt của các thiếu nữ khi đó. Điều này không loại trừ hai tên đã cướp của ai đó, nhất là trong ba lô còn một cuốn sổ điện thoại ghi tên một số bàn hàng của chủ nhân hành nghề buôn bán ở Hải Phòng và Quảng Ninh. Cuốn sổ điện thoại này đã khiến cán bộ điều tra không thể bỏ qua, nhanh chóng liên hệ tới một vụ cướp ở Quảng Ninh. Qua xác minh, công an Quảng Ninh cung cấp, đêm ngày 12 tháng 10, khi một chiếc ô tô du lịch
chở khách từ Hải Phòng ra Móng Cái đến địa phận Mông Dương thì bị hai thanh niên cầm một khẩu AK và một khẩu K54 chặn xe, nổ súng khống chế lái xe, cướp của tất cả hành khách tư trang, tiền, vàng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Sau khi gây án, chúng vứt lại chiếc xe máy, bắt lái xe chở quay lại Hòn Gai. Về đặc điểm nhận dạng hai tên cướp, hành khách đều mô tả chi tiết: một tên da trắng, mặt bầu, rẽ ngồi giữa, mặc áo đông xuân ngắn tay; tên còn lại gầy cao, da đen, mặc áo màu tro. Cũng qua xác minh, chiếc xe máy của bọn cướp để lại mang nhãn hiệu Angel, biển kiểm soát 29H73009 là của anh Võ Thế Tùng, cho em ruột là Võ Thế Tài, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội mượn. Trong đêm 24 tháng 9 năm 98, anh Tài một mình đi xe vào bệnh viện thăm chị dâu đẻ. Đến đoạn đường Kim Mã thì dừng đi tiểu. Bất ngờ, anh bị hai thanh niên xông tới, một tên túm cổ áo dí dao vào người gằn giọng: "Muốn sống thì đứng yên, để xe đây cho bọn tao." Nói đoạn, cả hai tên đẩy anh Tài ngã dúi xuống đường rồi nhảy lên nổ máy tẩu thoát về hướng Kim Mã. Nắm bắt thông tin trên, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng thông báo ngay tới tất cả bà con hành khách bị cướp ở Mông Dương tới công an tỉnh để góp phần xác minh làm rõ. Được tin, có hai hành khách, một ở phường Niệm Nghĩa Lê Trân và một ở phường Đông Khê Ngô Quyền đã có mặt. Theo trình báo, 22 giờ ngày 12 tháng 10 năm 98, khi chiếc xe khách từ Hải Phòng đến Mông Dương thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy vượt lên chặn xe. Tên ngồi sau cầm AK bắn một phát, làm vỡ kính chỗ lái phụ, bắt lái xe mở cửa. Tên cầm lái cũng rút khẩu K54 đe dọa. Sau đó, cả hai tên nhảy lên xe, bắt mọi người nằm sấp để chúng lục soát. Riêng hai người trên bị chúng cướp đi một túi du lịch màu đen, bên trong có 19 triệu đồng, một đồng hồ da đô, một túi du lịch kiểu ba lô màu đen viền nâu, đựng 56 triệu đồng, một số điện thoại ghi địa chỉ của các bạn hàng. Kết quả lời khai của hai người khách này thì hai chiếc túi sách của bọn Linh Cu hoàn toàn có đặc điểm trùng khớp với hai túi sách của họ. Tiến hành nhận diện, hai người bị hại đã nhận diện chính xác thủ phạm cướp tiền tư trang của họ là Đinh Văn Lĩnh tức Linh Cu và Trần Quang Minh tức Minh Rồng. Lại nói, ngay sau khi Linh Cu và Minh Rồng trốn chạy, phòng trinh sát thuộc Cục Quản lý Trại giam Bộ Công an đã khẩn trương phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an các địa phương giáo giết truy tìm. Hai cán bộ dày dặn kinh nghiệm là Thiếu tá Nguyễn Văn Quyền và Đại úy Nguyễn Văn Phục được ban chuyên án cử về ứng trực tại Hải Phòng và Hải Dương. Một tháng trôi qua, thời gian căng như dây đàn, mỗi thông tin về hướng lẩn trốn của hai đối tượng đều được cấp báo về ban chuyên án. Sau hàng loạt những tội ác ở các địa phương, tung tích hai tên sát thủ Linh Cu và Minh Rồng đã dần lộ diện. Cho đến chiều chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 1998, vào lúc 15:30, khi hai anh đang ngồi mật phục trong một quán nước trên bến phà An Thái, huyện Kinh Môn thì bỗng phát hiện một dấu hiệu lạ. Một chiếc xe máy màu đồng chở hai thanh niên cùng một cô gái đang giảm tốc độ chậm chậm xuống phà. Nhìn kỹ thanh niên ngồi sau, Thiếu tá Nguyễn Văn Quyền giật mình vì nhận ra bộ mặt cùng đôi mắt lươn lì lợm, mái tóc rẽ ngồi giữa. Anh vội ghé tai đồng đội: "Thằng Lĩnh, chắc không?" Đại úy Phục hỏi lại. Trong một thoáng, Thiếu tá Quyền vụt nhớ lại những buổi hỏi cung Linh Cu trong vụ bắn chết phạm nhân cùng trại giam Trương Đình Ngọc hồi cuối năm ngoái rồi quả quyết: "Chắc." Nói đoạn, hai anh vội vã rời quán nước. Có một tình huống là bọn Linh Cu đã đến bến phà chậm một chút, chiếc phà vừa rời bến bên bờ Kinh Môn được hơn chục mét, thế là bọn chúng buộc phải đợi chuyến phà sau. Chớp thời cơ này, Đại úy Phục vội phóng xe về công an huyện Kinh Môn báo tin. Tại công an huyện Kinh Môn, đồng chí trưởng công an huyện nhanh chóng cử hai đồng chí cảnh sát hình sự là Phùng Xuân Trường và Phạm Hồng Thái cùng tức tốc đi về phía bến phà. Khi hai chiếc xe máy cùng bốn người kịp xuống phà thì cũng là lúc chiếc phà rời bến. Với một kẻ phạm tội nguy hiểm, hình như linh tính đã mách bảo Linh Cu có điều gì không ổn về bốn người đàn ông xuống phà cuối cùng. Từ phía đầu chiếc phà, hắn nhìn xoáy về phía họ. Hắn bỗng chột dạ khi nhận ra trong đó có một người dáng cao to nhìn quen quen. Một sự tình cờ hay là cái bẫy răng ra để bắt hai con thú dữ? Linh Cu thấy điên cái đầu và theo thói quen, hắn nắm chặt báng khẩu K54 dắt trong người. Theo kế hoạch chớp nhoáng mà các anh vạch ra thì sau khi lên phà, Đại úy trưởng sẽ lao vào bắt giữ tên Minh. Đại úy Phục bao quát tình huống, kêu gọi người dân bình tĩnh nằm xuống, tránh nguy hiểm. Còn Thiếu tá Quyền sẽ trực tiếp bắt Linh Cu. Thế nhưng, khi Đại úy trưởng vừa quàng tay ôm phía sau tên Minh, thì Linh Cu đã bất ngờ rút khẩu K54 bắn về phía anh. Lợi dụng lúc đó, tên Minh đẩy Đại úy trưởng ra, viên đạn đã bắn trượt. Còn Thiếu tá Quyền, anh vừa lách người lao đến định khống chế Linh Cu, thì bất ngờ hắn chĩa súng vào anh, bóp cò. Viên đạn từ vai xuyên thẳng xuống bụng làm anh loạng choạng. Tình huống xảy ra quá bất ngờ. Ngoài sự kiến, song Đại úy Phục đã ứng biến rất linh hoạt. Anh nhả liền 3 phát đạn vào tên Linh Cu rồi quay súng bắn tiếp về phía tên Minh khi tên này đang nấp sau một chiếc ô tô. Không ngờ, tuy bị thương nhưng Linh Cu vẫn lì lợm, ngoan cố vẩy liên tiếp 3 viên đạn vào sau lưng Đại úy Phục khiến anh ngã xuống. Tiếp đó, Linh Cu bị thương nhưng vẫn cố lết ra mạn phà, gắng hết sức nhảy xuống sông, bơi ngược về phía bến Kinh Môn. Thấy thế, anh Thái vội nhảy theo truy bắt. Về phần Minh Rồng, lúc này phà chạy cách bờ vài 3 mét thì hắn cầm khẩu AK vừa bắn dọa để mở đường lên phà vừa hô lớn: "Ai chống trả tao bắn chết!" Như con thú dữ cùng đường,
Vừa hô, hắn vừa nhảy xuống nước để chạy lên bờ cho nhanh. Vừa lên phà, Minh Rồng bất ngờ dí súng vào một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Đó là anh Hải, quản đốc phân xưởng của công ty xi măng Hoàng Thạch đang đứng đợi phà. Minh buộc anh Hải phải chở hắn chạy trốn. Buộc lòng, anh Hải phải quay xe nổ máy. Ngồi trên xe, Minh ra lệnh, chạy về đường 5. Chiếc xe máy chạy theo sự điều khiển của Minh, nhưng anh Hải đã rất thông minh, kìm chân Minh Rồng. Anh khuyên hắn không nên chạy theo hướng đường quốc lộ, vì thế nào công an cũng đuổi kịp. Chỉ bằng rẽ vào ẩn nấp trong một xóm làng nào đó, rồi đến tối hãy tiếp tục trốn. Trước mắt phải vứt khẩu súng, vì cầm khư khư trên tay sẽ bị phát hiện. Nghe anh Hải nói có lý, tên Minh liền thay đổi dự tính, yêu cầu anh chờ đến một chỗ kín đáo để hắn giấu súng và ẩn nấp. Anh Hải chở Minh Rồng đến bờ mương thuộc xã Ngũ Phúc rồi bảo hắn xuống giấu súng vào bờ rau muống. Sau đó, khi vào tới xóm Gương Mẫu, anh tiếp tục khéo léo tạo tình huống vờ để Minh đợi tìm thời cơ ra đường 5. Trước khoảng khắc đó, anh vội vàng quay xe phóng thẳng về trụ sở công an huyện Kim Thành cấp báo. Trước đó, công an huyện Kinh Môn cũng đã kịp thời phối hợp với công an huyện Kim Thành khẩn trương triển khai các công việc cấp cứu hai anh Quyền và Phục, giữ cô gái tên Xuyến đi cùng Linh và Minh, đồng thời thông báo cho các tổ công tác chốt phục kích với sự vây giáp của hàng trăm cán bộ chiến sĩ. Nhờ sự hiệp đồng chặt chẽ, sự hỗ trợ của các lực lượng công an xã, lực lượng an ninh thôn nên chỉ sau nửa giờ Minh Rồng lên bờ, các tổ tuần tra đã nhận được thông báo đầy đủ về đặc điểm nhận dạng, trang phục của Minh khiến hắn lâm vào thế trận thiên là địa võng. Kết quả, tổ an ninh gồm 6 người thuộc thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành đã tóm gọn Minh Rồng. Về phần Linh Cù, sau khi bơi ngược về phía bờ huyện Kinh Môn, hắn đã bị lực lượng công an tóm gọn. Đến 16:30 ngày 18 tháng 10 năm 98, cuộc vây bắt hai tên cướp đặc biệt nguy hiểm trên bến phà An Thái kết thúc. Toàn bộ vũ khí thu được của Linh Cu và Minh Rồng gây án gồm một súng K54 còn 5 viên đạn, một súng AK, một dao bầu. Sau cuộc vây bắt hai thú dữ, các bác sĩ bệnh viện tỉnh Hải Dương tiến hành 3 cuộc phẫu thuật lớn suốt 5 tiếng đồng hồ cho các anh Phục và Quyền và cho tên Linh Cu. Chiều hôm sau, hai anh Phục và Quyền được chuyển về điều trị tại bệnh viện 198 Bộ Công an, còn Linh Cu đã tỉnh lại sau 3 tiếng. Cho tới lúc ấy, hắn vẫn còn hung hăng chửi bới nhân viên bệnh viện. Còn tất cả những người có mặt trên chuyến phà bão tác hôm ấy đã nín thở theo dõi cuộc đấu súng. Lúc ấy, nhiều người rất muốn giúp các đồng chí cảnh sát, song trước tình huống nghẹt thở có thể có đạn lạc, sau này họ đã gửi rất nhiều thư để hỏi thăm sức khỏe cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các đồng chí cảnh sát, cục cảnh sát trại giam và công an Hải Dương. Kết cục, cả hai tên tội phạm nguy hiểm khét tiếng Đinh Văn Lĩnh tức Linh Cù và Trần Quang Minh tức Minh Rồng đã phải trả giá trước pháp luật cùng bản án tử hình và bị thi hành không lâu sau đó, đặt dấu chấm hết cho tội ác của một kẻ xem thường pháp luật và gieo rắc tội ác cho xã hội. Cũng từ đây, đế chế giang hồ của kẻ từng được ví như ông rời con đất cảng, cù nền cũng chính thức được xóa sổ. Bài viết xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Chùm Cuối TV. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng những bình luận, những lượt đăng ký hay một like, một chia sẻ kênh. Hãy giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những bài viết chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.